Hôm nay mình xin hướng dẫn với các bạn là sửa cái mạch của máy Toshiba này các bạn. E855FSV. Là theo như cái mạch này á, là mình đoán là nó chết thạch anh, tại vì trước khi các bạn mới học nghề á, các bạn mới ra trường thì các bạn vô nhà khách thì các bạn hỏi nó cũng kỹ kỹ chút xíu nha. Tại vì cái máy này á là nó vô là nó báo khách báo á, là nó chạy có lúc nó chạy hết chương trình, có lúc nó chạy nửa chương trình và gần về sau là nó bật lên là tí xíu là tắt đấy. Thường thường là các bạn vô các bạn vội vàng quá, nhiều khi mình cũng cũng phán đoán bệnh nó sai. Thường thường là nó chết phần nguồn, thì thường thường là nó chết cái mạch Toshiba này, thường thường là nó chết biến áp là một nè ha. Hôm nay tôi chỉ các bạn đánh bàn, chứ còn nếu mà các bạn không muốn học ấy thì các bạn vô những cái trang khác các bạn ấy học về chi tiết. Còn nay mình học về những cái bệnh bàn. Đầu tiên là cái biến áp này chết biến áp rồi, nó chết cái phần vô 220 á. Với cái phần hai con điện trở này nó cũng chết nè các bạn. Đây, hai con điện trở này. Rồi, hai con này. Với cái bên phía bên đây nè. Nó có một con điện trở. Có một con điện trở với con diode ha. Đó, các bạn nếu mà mình liên quan phần nguồn là các bạn kiểm tra mấy con đó rồi đến thạch anh ha. Còn nếu mà nó bị nặng quá thì đưa tới các đại ca cao cấp hơn. Còn nay mình hướng dẫn những cái bệnh cơ bản, những cái con cơ bản. Giờ mình cắm điện mình thử ha. Rồi em ra. Ra luôn. Giờ mình cắt thử ha, cắt kiểm tra thạch anh ha. Đây. Có nhiều cái bệnh mà các bạn mình phải căn cứ trên bên khách hàng người ta báo. Mình nhớ những cái đó rồi sau này mình có một cái kinh nghiệm lâu dài, chứ mình đừng có vội vàng quá đâu, mình phán đoán bệnh nó sai là móc ra tùm lum nó cũng rất là cực. Tại vì có nhiều cái đời máy nó hư kỳ lạ lắm. Cái đời đó nó chỉ hư vài mấy cái con đó làm y làm lại, đúng đời đó là mấy cái con đó rồi làm riết vậy. Nên mình khi mình có kinh nghiệm rồi là mình cứ về mình móc mấy cái con đó là mình kiểm tra trước, kiểm tra nó cho nó nhanh trước, chứ không phải là mình theo như ý mình làm là mình nói ô cái ông này ông thấy thì thạch anh chết thì cứ móc ra thạch anh để kiểm tra, không có thì đồng ý là như thế. Nhưng mà cái là mình cũng nghe khách hàng nói trước rồi mình phán đoán là nó hư thạch anh đó. Còn nếu mà các bạn cảm thấy dự đoán cái phần nào hư thì các bạn cứ móc ra, là cái dễ thì mình làm trước, cái khó làm sau ha. Lấy một hồ mình đo ha. Đó các bạn thấy không? Nè nhấc ra là lấy đồng hồ là đồng hồ này là thường thường mình đo đồng hồ kim á là mình mua cái loại mà 100 kg nha các bạn, thang 100 kg nó dễ đo thạch anh dễ. Còn các bạn mua cái đồng hồ đo thạch anh nè, nó lên này. Phải nhấc chân ra đo nha các bạn, nhấc chân họng lên ra đo ha, nhấc chân họng ra đo chứ. Nó lên vậy là coi như là xác định là con này đúng chính xác là hư thạch anh ha. Đó. Nhấc hai chân ra. Nhấc cho nó hỏng mạch ra. Chứ để trong mạch để là đo nó không chính xác.
con này mấy chấm? 8 chấm nha các bạn. 8 chấm. Rồi, 8 chấm lấy con 8 chấm. Mày mình cũng ba này mình cũng hư thịt ăn nhiều, mình cũng mua thịt ăn nhiều để đó. Đây. Rồi. Cắm điện ha. Đó. Ok ha. Tắt. Rồi, thân mến chào các bạn nha. Chúc các bạn năm mới thành công ha.